cùng nâng ly mừng tuổi mẹ. Nhóm bọn tôi ở Sài Gòn thường cùng cà phê sáng. Hôm nay có bạn Tôn Thất Hòa, là anh con dì bạn Hàng Chức Nguyên bảo tuổi trẻ ở Mỹ về thăm quê hương, nên một số anh em chúng tôi đi cùng bạn về thăm chơi Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn. Chiều nay xe ghé thành phố Phan Rang, Tháp Chàm được vợ chồng bạn Lê Văn Trí và Thủy Kiều mời về gia đình dùng cơm tối cùng kính thăm mẹ già đại trường thọ 102 tuổi còn minh mẫn. Trong bữa tiệc vui cùng gia đình, mẹ già 102 tuổi vẫn bưng chén cầm đũa ngồi cùng con cháu, chuyện trò nói cười vui vẻ. Và đặc biệt mẹ đây, cũng như mẹ tôi, thuộc rất nhiều ca dao tục ngữ luôn nghiện đọc và hát cho con cháu nghe. Tôi xúc động quá, liền đến bên mẹ và ứng tác đọc mấy vần dưới đây, xin quỳ dâng mẹ và tặng bạn Lê Văn Trí. Trân trọng cảm ơn vợ chồng bạn Văn Trí và Thủy Kiều cùng gia đình đã tiếp đại bàn nồng nhiệt, thịnh soạn tuyệt vời. Cùng nâng ly mừng tuổi mẹ, tôi về Phan Rang buổi chiều nay, ghé thăm nhà bạn Lê Văn Trí nơi đây. Bạn bè gặp nhau chén đầy vơi vui vẻ, xin cùng nâng ly mừng tuổi mẹ. Mẹ già 102 tuổi ngồi mâm cùng con trẻ, vẫn minh mẫn cười nói vui sao, sống trên cõi đời mấy ai được thế. Mẹ vui mẹ hát những bài ca dao, ôi thương mẹ, con quỳ đọc thơ dâng mẹ. Nhìn mẹ chợt chợt mắt lòng con rưng rưng, ôi hạnh phúc quá hỡi bạn Lê Văn Trí, khoảnh khắc thế gian đây đại phước. Chúc mừng, quang đầu xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Hoài Nguyên đã cho tôi. Cảm xúc dâng trào về người mẹ, và cảm ơn đại gia đình cùng bạn bè thân hữu anh chị và chị Thủy Kiều. Vâng, con xin chúc mừng mẹ, người mẹ đại thọ. Bài ca dao
con quỳ đọc thơ dân mẹ. Nhìn mẹ chớm chớm mắt lòng con rưng rưng, ôi hạnh phúc quá với bằng Lê Văn Chí. Còn khắp thế gian này đại phước đại phước, chúc mừng xin năn ly mừng tuổi mẹ, xin năn ly mừng tuổi mẹ, xin năn ly mừng tuổi mẹ, xin năn ly mừng thank you.